Have the pronunciation practice with the topic. Don't let anyone rush you with your timelines. With their timelines, xin lỗi. Chào tất cả các bạn nhé. Các bạn ơi, các bạn gặp nhìn thấy cô thì các bạn hãy say hi để cô biết là các bạn đang xem nhá. Mọi người thấy cô không ạ? Hi, chào Ngọc Minh Nguyễn ạ. Chào Vân Sói. Chào mọi người. Today, we are going to have the practice in the pronunciation, and I also take some time to introduce something about their vocabulary and also some kind of their new sentence structures in their PDF one. Don't let anyone rush you with their timelines. Chào các bạn ạ. Ôi, cô chưa nhìn thấy các bạn đâu ạ. Các bạn hãy say hi để cô biết ạ. Các bạn ơi, do you see me? Because I don't see you, please. Okay, so how are you today, everyone? Can you tell me or can you share with me a little bit about your day today? Các bạn có thể chia sẻ với cô một chút về ngày hôm nay các bạn nhìn thế nào được không ạ? Today today is Tuesday and I have a lot to do. Ah, sorry, today is Wednesday, okay? Hôm nay là thứ tư và cô Hoàng có rất nhiều việc phải làm các bạn ạ. Every day I often busy with my schedule and my time is occupied all the time. Công việc của cô thì khá là bận nên là hầu như không có thời gian trống. Chị ạ, mọi người có thấy cô không ạ? Nào, nếu mà các bạn thấy cô rồi thì các bạn hãy say hi để cô biết đi ạ. Các bạn có nghe rõ không ạ? Tracy Phạm may quá vào nhìn thấy cô luôn. Chào em nha em ơi. Hello, chào các bạn ạ. Chào Tracy Phạm, chào Hồng Dung, chào Nguyễn Hồng ạ. Chào Nguyễn Tiến Khoa, chào Vũ Nguyệt. How are you today? I'm so-so. And what about you? Các bạn ơi, các bạn như thế nào hôm nay rồi? Hãy chia sẻ một chút về ngày của mình như nào. Tracy Phạm, I am being a hoe là cái gì đấy em? Cô chưa hiểu ý của em lắm. Đoàn Tấn Vũ, hello there, hello. Sophie Lily, chào Tạ Đức Lịch, chào Nguyễn Tấn Phi Hùng, chào Vũ Nguyệt, Nguyễn Tiến Khoa, Nguyễn Hồng nhá. Today I am tired, Nguyễn Tiến Khoa. Okay, so how are you tired? Tại sao em mệt như thế nào? And why are you tired? How and why are you tired? Chào Nguyễn Hồng Hạnh, chào Đoàn Hồng Hạnh ạ, chào Suri Nguyễn ạ, chào Trương Hoài Đức. Chào Lê Thanh, chào Đỗ Thịnh ạ, chào Vân Sói. Very exciting, okay, so today is a very exciting day. Okay, so for example, today is an exciting day. Nếu các bạn muốn chia sẻ này, cô sẽ chia sẻ thêm một chút cách nói các bạn nhé. Today is an exciting day. Exciting mà nghĩa là hôm nay là một ngày exciting. Đó, một số bạn không biết cách nói thì cô có thể gợi ý cho các bạn một chút để các bạn có nhiều từ vựng nói nhé. Exciting day là một ngày rất thú vị, đúng không ạ? Today I experience a lot chẳng hạn, đúng không ạ? Experience a lot là được trải nghiệm nhiều. Được chưa? Ví dụ I meet new people, learn new things. Đúng không ạ? About, đấy, ví dụ như là learn new things about culture. Ví dụ hôm nay các bạn được gặp những người bạn mới sẽ là oh, today I meet new people and I can learn new things about their culture. Hôm nay thì chúng ta đã được gặp những người bạn mới và chúng ta có thể học được nhiều thứ về culture. Cultural của ví dụ như thế nhé. Cultural là gì ạ? Là văn hóa. Được chưa? Đấy, nếu mà các bạn nghe được thì những phần đấy thì các bạn cứ comment giúp cô nhé. Ok, chào các bạn ạ. Rồi, xong chưa? Exciting day. I experience a lot, right? Hôm nay tôi được trải nghiệm rất là nhiều thứ này. I meet new people này. I learn new things này, đúng không ạ? I learn new things about cultural. Đấy, được chưa ạ? Các bạn cần hỏi gì các bạn cứ comment nha. If you have any question, don't hesitate to comment below so that I can answer all of your questions. Các bạn cần hỏi gì các bạn cứ hỏi cô nha. Bị ho nhiều quá. Nếu các bạn muốn nói là hôm nay em bị ho, em ốm ấy, thì nói là today I have a bad cough. Oh, sorry các bạn, mình còn ấn nhầm thôi. I have a bad cough. Have a bad cough là ho nhiều. Đấy chưa? Tôi bị ho nhiều ấy. Đấy, ho nhiều như thế nào để các bạn có thể dùng từ này của cô nhé. I have a bad cough. Chào Kim Dung ạ. Ok. Lương Thế Bằng, chào em nha. Nguyễn Hồng, Anh Lavender, Tiêu Mộc. Boring. Ok, so why are you so bored? Tại sao run bùi ơi, em lại bore vậy? Boring. Hôm nay là một ngày rất chán với bạn ấy. Tại sao lại như vậy? How to get the listening skill better? Nếu mà em muốn sử dụng, nói là improve, đúng không ạ? Em sử dụng một bạn nói là how to improve the listening skills. Thì cô nói luôn nhá. If you want to improve your listening skill, today's lesson is very, very important for you because you are going to learn how to pronounce very correctly and then from that, you can improve your pronunciation and listening skills.
Hôm nay các bạn sẽ được học cách các bạn phát âm tốt này, cách phát âm chuẩn này, và làm thế nào từ đấy các bạn có thể nâng cao được kỹ năng nghe của mình, bởi vì cái phần pronunciation với phần nghe nó liên kết cực kỳ chặt chẽ với nhau. I'm good but not perfect until I see you. Chào Vũ Nguyệt nha, cảm ơn em. I'm so melted about all of your words. Cô bị melted là bị tan chảy đúng không ạ? I am melted by all of your words. Bởi toàn bộ những lời nói hay của bạn. Cô ơi, cô có lớp học giao tiếp tiếng Anh không ạ? Cô có lớp giao tiếp online và offline nhé. Các lớp của cô thì không còn nhiều chỗ, nếu mà các bạn nào cần hỏi các bạn cứ inbox cho cô nhé. Bởi vì đôi khi là khi mà các bạn hỏi trên group cô không trả lời được đâu ạ. Cô rất mong là các bạn sẽ share cái video này để mọi người có thể nhìn thấy và làm theo. Vì lý do các bạn ơi, hôm nay chúng ta học về một phần là phần thực hành ngữ âm. Và cái phần link thì cô đã để ngay ở trên cái phần caption rồi, các bạn có thể nhìn thấy không ạ? Và cái phần này là cái phần mục đích là giúp các bạn có thể không tốn tiền đi học ở đâu cả, mà chỉ cần học với các thầy cô trên group thôi, và cùng nhau luyện tiếng Anh. Các bạn có thể phần master, đầu tiên là các bạn master pronunciation trước này, là các bạn có thể nâng cao phần pronunciation. Thêm vào đó là các bạn có thể hoàn toàn tự học được nếu như không cần đi học ở đâu. Đấy chứ ạ. Và thêm một cái nữa là các bạn giúp cho group càng ngày càng lớn mạnh hơn. Đấy, thế các bạn cố gắng share giúp cô nhá. Cô ơi, cô đang dạy theo anh Mỹ ạ. Thì cô đang dạy theo anh Mỹ các bạn nhá. I am following the American English because it is better. And I do think that it is easier for beginners to learn. Hôm nay thì cô nói luôn là cô đang dạy theo anh Mỹ, bởi vì cô thấy là anh Mỹ thì nghe nó điệu điệu hơn một tí, hay hơn. Và anh Mỹ thì cái đặc điểm là nó dễ dàng với các bạn bắt đầu học hơn, đấy chứ ạ. Như như long time no see. Kim Nhung, cô toàn đọc nhầm em thôi ạ. Ok, cô đọc lại Kim Nhung đúng như em ơi. Rồi, cô Hằng gương mẫu quá, em cảm ơn anh Công ạ. Nụ cười tỏa nắng nói như thế nào các bạn ơi. Ok, so if you want to say something, someone have the smiling, a shining smile. Shining smile là nụ cười tỏa nắng ạ. Các bạn nhớ nha, hãy share cho cô nha. Bởi vì lý do là trong group chúng ta chưa biết được nhiều đến các hoạt động mà thực hành cái phần ngữ âm này đâu ạ. Nên là cái phần này rất là tốt cho các bạn để thực hành cái phần này đấy. Hôm nay cái chủ đề của chúng ta là don't let anyone rush you with their timelines. Nhớ nhá. Nào, ok, rồi. Ok, mọi người tham gia tuần này vượt trội nhé. Ok ạ. Rồi nào, tiêu đề nghĩa là gì vậy cô? Bây giờ cô sẽ nói nhá. Cô có nói anh không ạ? Cô có nói anh, nhưng mà thông thường khi dạy thì cô sử dụng anh Mỹ em ạ. I often use American English when I teach English, and I mainly use American English rather than a British English. Okay? So now we are going to get down with the business with today's topic. Hôm nay chúng ta sẽ get down on business. Cụm từ get down on business. Get down on business là bắt đầu đấy ạ. Bằng start. Được chưa? Đấy, cô hay nói cái từ này, nếu bạn nào chưa nghe được thì hôm nay cô sẽ nốt lại cho các bạn để các bạn có thể hiểu nhá. Là bắt đầu thôi. Now, so now let's get down on business. Let's get down business. With the topic today, don't let anyone rush you with their timelines. Vậy bây giờ đầu tiên này có động từ này. Đây, cái này cô copy xuống dưới này để cho các bạn cùng học với cô nhá. Các bạn ơi, chủ đề này hôm nay rất là hay. Rất cảm ơn group Pantado đã đưa ra cái chủ đề rất là hay. Nên là chúng ta cùng học với nhau nhá. Now, từ đầu tiên chúng ta sẽ có cụm từ là let somebody verb, mà nghĩa là để cho ai đó làm gì. Để ai đó làm gì. Nào cùng học với cô nhé các bạn ơi. Để ai đó làm gì, chúng ta sẽ nói let somebody verb. Nào cô ví dụ các bạn. Các bạn thử nói nhé. Bố mẹ tôi để cho tôi đi ra ngoài chơi. Bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi cho phép tôi. Tôi để đi, cho các bạn đỡ hiểu nhầm. Để tôi đi ra ngoài chơi vào buổi tối. Đấy, bố mẹ các em có dễ tính như thế không? Bố mẹ tôi để tôi đi ra ngoài chơi vào buổi tối. Ok, so how can you translate this into English? Now, can you please help me? Các bạn giúp cô nào. Now. Âm V khác với âm F khi thế nào? Cuối từ với cô, tạo ra cô nói với em nhá. Âm F nhá. Nếu một số bạn hỏi thì cô vẫn tương tác với các bạn yên tâm ạ, cần gì cứ hỏi nhá. Don't hesitate to ask questions. Các bạn ơi, hỏi bất kỳ câu hỏi nào cũng được. Now. Chào cô nhé, chào các bạn ạ, chào Phạm Văn Sang, chào mọi người ạ. Hello. Nào, bố mẹ tôi để cho tôi đi ra ngoài chơi vào buổi tối. Các bạn thấy câu này có quen quen không? Thấy câu này có đúng với mình không? Bố mẹ tôi để cho tôi đi ra ngoài chơi vào buổi tối ạ. Ok, các bạn ơi, remember the first one, let somebody verb. Rồi, nào mời các bạn ạ. Cô nói hay mà dễ nghe quá, cảm ơn các em nha. Nếu các bạn mà ủng hộ cô, các bạn hãy follow cô và chia sẻ video này để cho group Pantado càng ngày càng lớn mạnh hơn nha. Mục tiêu của cô Hằng cùng với những người làm ra group này là mong đợi là 1 triệu người cùng nhau giúp nhau học tiếng Anh. Nên là rất mong các bạn tham gia vào cái topic là cùng nhau học này, cùng nhau luyện tập về pronunciation, cùng nhau improve listening and speaking skills, đúng không ạ? Nên là cố gắng học nha bạn nhé. Không có gì practice makes perfect, nên là không có gì dễ dàng đến đâu ạ.
Nào, ok, rất cảm ơn các bạn này. Phan Hân, Phạm Hùng, Tracy, Phạm Vũ Nguyệt, Mai Phương Hoàng, Lê Vân Sói, Kim Sao Trần, Doan Nguyễn, Huy Nguyễn, Phạm Dũng, Tiêu Mộc, Xuân Nguyễn. Ok, rất cảm ơn các bạn, các bạn làm rất là nhanh. Tuy nhiên có một số bạn viết sai chính tả. Nào, từ đầu tiên là bố mẹ tôi ạ. Cô rất cảm ơn các em nhé. Nào, bây giờ đọc một số comment điển hình này. Ví dụ là Quỳnh Khu nói là my parents let me go out in the evening. Ok, được rồi ạ. Nào, từ đầu tiên là đi ra ngoài chơi ạ, đúng không ạ? Chúng ta có thể hang out. Đi chơi. Go out cũng được. Thực tế go out cũng là đi ra ngoài rồi. Được chưa? Còn đi chơi thì chúng ta sử dụng từ hang out để nghe nó chất chất hơn ấy. Được chưa ạ? Rồi ok, nào. So my parents let me go out. Không thích thì hang out. Được chưa? In the evening. Đấy, bố mẹ mà để cho con đi chơi tối tức là các em đã ế lắm rồi đấy, đúng không ạ? Đúng chưa ạ? Rồi ok, nào vậy bây giờ với cô như này nha, chúng ta sẽ có câu như sau này. My parents let me go out or hang out in the evening. Come on, cùng đọc lại với cô nhé. My parents let me go out or hang out in the evening. Rồi câu này không có gì khó đúng không các bạn? Bố mẹ em cho phép em đi chơi tối, rất là dễ đúng không ạ? Rồi cảm ơn các bạn ạ. Rồi, hang out cũng được nha các bạn nha. Nào, ai chưa biết từ này thì các bạn cùng đọc lại với cô nha. Parents, đừng đọc là parent, hãy đọc là parents. My parents let me go out or let me hang out in the evenings. Ok, được chưa? In the evening, được chưa? Nào, bây giờ có một bạn hỏi cô âm vờ và âm phờ này. Ví dụ tôi có một từ là từ five và một từ là từ gì nhỉ? Tiff, stiff đi chẳng hạn, ví dụ nhé. Stuff đi ạ. Có hai từ này ạ. Một bạn hỏi cô là âm cuối là âm vờ thì đọc như thế nào và âm cuối là âm phờ thì đọc như thế nào ạ? Vậy bây giờ cô Hằng sẽ cùng các bạn giải quyết hai từ này nhé. Âm cuối là âm vờ, các bạn đây là âm hữu thanh ạ. Vậy khi các bạn nói các bạn sẽ thấy là mồm mình sẽ hơi rung một chút ở đây ạ, hơi rung một chút ở khu vực lưỡi. Các bạn nhìn mồm cô này, five 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 five, được chưa? Đừng đọc từ này là five, hãy đọc là five five five, được chưa? Rồi ạ, từ tiếp theo nhé, mình không đọc từ này là từ từ stop mà một số bạn hay đọc ấy, mà hãy đọc từ này là stuff. Thì cái âm này không rung các bạn nhé. Đấy, ví dụ như em nào vừa hỏi cô thì cô quên tên rồi, nhưng cô xin lỗi, cô quên tên rồi, các bạn có thể để ý vào đây nhá. Âm 5 thì các bạn phải rung ở đầu khu vực răng và lưng và môi. Và trong cái dây thanh âm của mình, cái vocal cord này, các bạn phải có vibration, phải có rung ạ, được chưa? So there is a strong vibration in the V sounds. Các bạn nhớ cho cô nhá, trong cái phần vibration ở chỗ này, ở âm V này, cực kỳ rõ ràng luôn ạ. Các bạn cùng đọc với cô nhá. 5 5 5. Còn từ thứ hai mình không đọc từ này là từ stop, mà hãy đọc từ này là từ stuff. Đẩy ra và âm này không hề rung một tí nào. Các bạn sờ tay thì các bạn sẽ thấy không thấy rung nhá. Nào các bạn, stuff, stuff, stuff. Được chưa ạ? Ok nhá. Vậy cái phần này thì không quá khó với các bạn đúng không ạ? Âm V thì là âm có rung. Cái này được gọi là voice sound. Âm V được gọi là voice sound, âm hữu thanh. Còn âm phờ ấy là âm unvoiced sound. Unvoiced sound là âm vô thanh ạ. Đấy, cứ thế mà làm thôi, nhưng mà cứ thế mà triển, được chưa ạ? Nào, tiếp tục gọi câu tiếp theo này. Don't let anyone rush you. Động từ rush. Ai chưa biết từ này thì tiếp tục làm với cô nha. Các bạn nhìn này, let là cho phép rồi, đúng không ạ? Thế còn rush là gì ạ? Có ai biết không? Các bạn ơi, cùng giúp cô nào. Rush nghĩa là gì ạ? Rush mang nghĩa là dục dã. Dục dã, dục, được chưa ạ? Rush, dục, làm vội vã. Dục hoặc là làm vội vã. Được chưa ạ? Don't let anyone rush you with their timelines. Timelines mang nghĩa là thời gian biểu hoặc thời khóa biểu của chúng ta đấy ạ. Được chưa ạ? Ok, rồi vậy ở đây cũng có ba từ vựng này. Let, rush and timelines. Let, rush and timelines. Được chưa ạ? Ok chưa? Vậy cái từ này quá là dễ rồi đúng không ạ? Vậy cùng đọc với cô nhé. Từ này đọc là let, 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 rush. Từ này các bạn muốn đọc được đúng vậy, các bạn hãy đưa mồm ra cô này. Rush, làm cho vội vã đúng không ạ? Vậy cái câu này là đừng có để ai dục bạn phải làm cái điều gì bởi cái thời gian biểu của họ, đúng không ạ? Tức là mình không phải phụ thuộc vào cái thời gian biểu của người ta, đúng không ạ? Vậy là don't let anyone rush you with their timelines. Đây là cái phần học liệu của bên group các admin làm ạ, được chưa ạ? Rồi nào cùng đọc lại với cô nhá. Nào, cô stream mỗi tối hỏi cô, một tuần cô stream 4 đến 5 buổi em nhá, từ khoảng tầm 8 đến 9 giờ trở ra em nhá. Rồi nào cùng đọc với cô nhá. Rush, rush, rush and rush. Rush, được chưa? Khá là dễ với các bạn đúng không ạ? Không có gì khó khó đúng không ạ? Nào tiếp tục ạ. Từ tiếp theo, từ này không đọc là timeline đâu ạ. Một số bạn đọc là thời âm time lời line. Từ này là time này, xong lại line thêm chữ Z nữa này. Timelines.
Đấy ạ, nếu mà ai chưa biết phiên âm từ này thì các bạn hãy nhìn vào phần nho nhỏ cô vừa chat ở dưới đây nhá. Cùng đọc với cô nào, come on. Now read after me and be careful with the pronunciation. Các bạn cùng đọc này. Một, time, time. Âm này không đọc là time mà đọc là time. Lines, time lines, time lines, time lines, time lines. Được chưa? Rồi nhá, cùng đọc lại nhá. Don't let anyone rush you with their timelines. Cùng đọc này. Don't let anyone rush you with their timelines. Được chưa ạ? Xong ạ. Cô giáo trong SBM TV đây mà. Đúng rồi ạ. Ok, rồi xong nha. Nào, bây giờ các bạn sẽ nhìn ở phần timeline of theories này ạ. Ở trong cái phần này chính là cái phần mà admin đã làm rồi ạ. Và các bạn muốn download cái phần PDF này, cô đã để ở trên link ở trên phần caption. Nếu ai muốn download thì các bạn hoàn toàn có thể download được nhá. Được chưa ạ? Rồi nào, vậy bây giờ các bạn cùng nhìn này. Chúng ta đã có một số câu rất là rõ ràng ở đây ạ. Cô hy vọng là các bạn nhìn rõ. Các bạn có nhìn rõ không ạ? Are you clear? Are you seeing it clearly? Sorry. Do you see it clearly? Các bạn có nhìn thấy nó rõ không ạ? Cô thấy là nó hơi nhỏ nhưng mà chắc không phải là vấn đề đúng không ạ? Đây, cô sẽ cho to ra một chút xíu nữa để các bạn dễ nhìn. Từng câu một ạ. Được chưa? Đấy. Rồi, ok. So now, let's start. Từ đầu tiên nào, chúng ta không đọc từ này là good morning mà hãy đọc từ này là good. Nào các bạn nhìn mồm cô nhá. Từ đầu tiên cô không hề đọc từ này là từ good ạ. Bởi vì lý do như sau các bạn ơi, các bạn để cô giải thích cho các bạn này. Âm này là chữ U ngắn ạ. Với rất nhiều người đọc từ này là good ạ, thì cô nói luôn từ này chỉ đọc là good thôi ạ. Âm này là âm U ngắn ạ. Đấy chưa, nên khi đọc này good, good, good. Bây giờ cô sẽ làm rất là chậm các bạn ạ. Nên các bạn xong từ nào các bạn comment lại cho cô nhá. Các bạn ơi, come on now. So I will make it so 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 slowly so that you can catch up with it. And if you finish reading and pronouncing one word, try to comment them down. Nếu mà làm xong một từ nào rồi đấy ạ, thì các bạn cố gắng là hãy comment nó xuống ạ. Nào cùng đọc với cô nhé. Từ đầu tiên, good. Mồm chúng ta sẽ hơi giống chữ ơ đấy ạ. Hơi giống chữ ơ, không đọc là good mà đọc là good, good. Hơi hơi giống chữ good, good đấy ạ. Được chưa ạ? Nào cùng đọc nhé. Và các bạn thêm chữ D nào. Good, 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 good. Từ thứ hai không đọc là morning ạ. Rất nhiều người đọc là good morning hay là good morning. Đây là good morning, hãy đọc là good morning. Nào từ này là âm o dài ạ. Các bạn thấy ở đây các bạn ấy cũng các bạn admin làm thì cũng để ý vào cái phần phiên âm rồi đấy, rất là dễ đấy ạ. Nên các bạn sử dụng cái từ này ạ. Âm này không phải là more mà âm này là more, âm more. Good morning, good morning, đúng không ạ? Good morning, được chưa? Ok chưa? Đừng đọc từ này là good morning các bạn ơi, hãy đọc là good morning. Ai xong từ good morning hãy comment nào các bạn ơi. Come on, if you are done with this word, try to comment them down. Xong những cái từ này rồi các bạn hãy comment nó xuống đi ạ. Good morning. Ok. Đừng đọc là good morning, hãy đọc là good morning nha các bạn nha. Good morning. Ok. Được chưa? Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Xong chưa? Có quá khó với các bạn không ạ? Chắc là cô nghĩ là nó it is not a big deal to you, right? So try to make it so perfect. Các bạn ơi, từ này quen thuộc quá nên là các bạn hãy đọc thật rõ ràng cho cô nhé. Nào, good morning. Good morning. Chỗ này chữ đầu cô có thể omit đi vì lý do là hai âm ạ. Hai âm hữu thanh đi với nhau ấy thì thông thường cái từ thứ hai sẽ được đọc to hơn. Còn cái từ đầu tiên, cái âm đầu tiên thì âm đờ không đọc là good morning nữa. Và chúng ta bỏ đi luôn ạ, được chưa? Good morning. Good morning. Good morning. Được chưa? Xong nhá. Nào, ok. Cô nói giúp chữ 3 đi cô ạ. À, một bạn hỏi cô là cô nói giúp chữ 3 ạ. Từ này nếu ai chưa biết thì các bạn cùng đọc với cô nhá. Âm này là âm y dài ạ. Nào kéo dài ra. Đây là một số bạn hỏi nên là cô sẽ comment, cô dừng lại một chút cô comment nhá. Nào vậy với từ này là 3. Âm này muốn nói các bạn thò lưỡi ra hay hàm răng ạ. 3. Đây ạ, các bạn có nhìn thấy mồm cô không? Can you see my mouth clearly? Nào các bạn nhìn nhá. Từ này cô không đọc là 3 đâu ạ mà cô đọc là three. Three, 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 được chưa? Đấy, cô gần rồi đấy ạ, được chưa? Bạn nhìn thấy không ạ? Nghe thì các bạn đã cảm thấy là âm này là âm y trong cổ họng ạ. Come on, now, three, 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 ok chưa? Nếu mà các bạn là học sinh ở trong lớp của cô Hằng thì cô Hằng bắt các bạn luyện hàng ngày luôn những cái từ này, mồm méo lệch đi luôn ấy, được chưa? Rồi, nếu mà các bạn cần tư vấn thêm, các bạn có thể inbox cho cô nhá. Nào, phần tiếp theo này. Phần tiếp theo chúng ta có một từ là từ ear các bạn ạ. Chúng ta không sử dụng từ này là ear mà chúng ta hãy sử dụng từ này là ear, đúng không ạ? Nào, ai mà chưa nói được từ này các bạn nhớ nhá, từ này không đọc là ear. Rất nhiều người đọc từ này là ear. Cô nói qua nhá, âm này không đọc là ear mà âm này đọc là ear. Ear. Nếu ai chưa nói được ạ, các bạn có thể sử dụng từ này nhá. Sử dụng cái từ một ngón tay của chúng ta đây là nó hơi bẩn một tí cũng được, không vấn đề gì nhá. Đưa vào trong họng, đưa trong mồm. À, ear,
year, year. Chứ đừng để đọc là year, year, year khi các bạn cắn vào là sai ạ. Được chưa ạ? Good morning, ear. Good morning, ear. Elevens. Elevens. Hai từ này là năm lớp học, cái học sinh khối 11 đấy ạ. Được chưa ạ? Nên các bạn sử dụng là ear. Elevens. Elevens. Không đọc là eleven vì một số các bạn hay đọc từ này là e thì cô nhắc lại này. Âm này chỉ là âm y ngắn thôi ạ. You are not allowed. You are not allowed to pronounce it as e. It is just e. Nhớ nhá, âm này không phải là âm y tiếng Việt hay là y gần đâu ạ. Các bạn chỉ đọc là e thôi. Elevens. Vậy cả câu nhá các bạn ơi. Good morning ear elevens. Good morning ear elevens. Được chưa? Thanh Mai hỏi một câu này. Drive này. Rồi ok, có hai bạn hỏi. Một là từ fluently và hai là từ drive. Drive and fluently. Hai từ này dễ mà, đúng không ạ? Đợi cô một chút là cô sẽ hướng dẫn nhá. Nào nốt đi ạ. Nốt câu 1 đã nào, không mã không qua câu 1. Good morning, year 11. Các bạn nhìn mồm cô và cùng đọc xem là các bạn được bao nhiêu phần trăm giống cô nhá. Good morning, year 11. Chỗ nào có chữ R cô nâng lưỡi lên, bởi vì anh Mỹ thì thông thường nó hơi cong lưỡi một tí với chữ R ạ. Và nghe giọng của mình sẽ điệu hơn một tí đúng không ạ? Nhưng mà nó hay hơn đấy ạ. Nào cả lớp. Good morning, year 11. Good morning, year 11. Good morning, year 11. Vậy chào các chào buổi sáng 11. Đấy. Vậy các em đi làm rất là dễ hiểu đúng không ạ? Một dòng tiếng Anh, một dòng phiên âm và một dòng tiếng Việt các bạn dễ hiểu đúng không ạ? Xong nhá. Rồi ok nào. Bạn nào xong câu này rồi comment giúp cô ạ. Nào, nếu bạn xong rồi hãy comment đi ạ. Good morning ear 11. Good morning ear 11. Nào bây giờ cô giải thích cho các bạn hai từ này ạ. Từ đầu tiên là từ drive. Nếu một từ này thì cô thấy nó không giống chữ tr đâu em ạ. Đừng đọc là drive mà hãy đọc là drive em ạ. Âm này là âm d bật mạnh hơn nhá. Em Vũ Hằng hay là em gì vừa hỏi cô ấy. Nào, từ này là d d d âm d nhưng mà bật mạnh ạ. Được chưa ạ? D d d. Còn từ này các bạn nhớ là âm drive. Kết thúc của nó lại âm v, đúng không ạ? Lại là âm v, các bạn nhớ đẩy ra. Drive, drive, drive. Được chưa ạ? Còn từ thứ hai mình không đọc từ này là fluently, mà đọc là fluently. Fluently. Vì có chữ T nên các bạn bật thật nhẹ lên cho cô nhé. Fluently, fluently, fluently. Nghĩa là rất là trôi chảy ạ. Nghĩa của nó là trôi chảy, còn drive mang nghĩa là từ lái, đúng không ạ? Nào chúng ta cùng đọc với cô nhé các bạn nhé. Drive, drive, drive. And fluently, fluently, fluently. Ví dụ như if you want to speak English fluently, you need to practice many times. Nếu như các bạn mà muốn nói tiếng Anh một cách trôi chảy, các bạn phải luyện tập rất nhiều lần, được chưa? If you want to speak English fluently, you need to practice many times. Được chưa? Ok, rồi xong nhá. Nào, vậy các bạn xong câu này rồi, cô thấy là rất nhiều người comment rồi, rất cảm ơn các bạn ạ. Rồi Vũ Ngọc Bích đúng không? Nào tiếp tục nha. Từ thứ hai là good morning. Từ này lại lặp lại thôi đúng không ạ? Vậy chúng ta đọc luôn này cả lớp. Good morning. Nhớ trọng âm nhá. Đừng đọc là morning mà đọc là morning. Good morning. Good morning. Good morning and good morning. Được chưa ạ? Vậy cả câu này. Good morning year 11. Good morning. Chúc thầy buổi sáng tốt lành đúng không ạ? Nào ở đây chúng ta có một câu này khá là dài, các bạn nhìn lên đây nhá. Today's assembly is about the start of a journey. Vậy chỗ này chúng ta sẽ có một số phần nối âm này, các bạn để ý nhá. Cô sẽ thu nhỏ lại một chút để các bạn dễ nhìn. Rồi đây các bạn ơi, các bạn nhìn nhá. Từng cái phần âm một các bạn để ý này. Từ đầu tiên tôi không đọc từ này là today đâu ạ. Các bạn hãy nhìn phiên âm này. Từ này là today's, trọng âm thứ hai các bạn ạ. Nhìn nào. Today's, today's, today's. Được chưa? Today's. Tiếp tục ạ. Assembly, từ này là assembly vì trọng âm của nó thứ hai nên một số bạn kia đọc là assembly là không có đúng nha. Các bạn ơi, các bạn phải nhìn vào cái phần phiên âm của cô này. Today, today, được chưa? Vậy là today chứ không phải là today. Cô đảm bảo luôn là kể cả là học sinh của cô Hằng, nếu mà ban đầu những buổi đầu tiên vào các bạn vẫn còn sai rất là nhiều, các bạn toàn đọc là today thôi ạ. Vậy các bạn cần phải thay đổi cái phần này nha các bạn nhé. Nào, từ này chúng ta sẽ đọc này. Today lên nào. Today, đấy ạ, không đọc là today nhá. Chờ thôi, đọc nhẹ nhàng thế này. Today, 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 đúng không ạ? Kể cả là học sinh của cô Hằng trong các lớp của cô đều nhắc các bạn là gì ạ? Chữ to không bao giờ đọc là to đâu, chỉ đọc là chờ thôi. Ví dụ I go to school, I go to work, chứ không phải đọc là I go to school, I go to work là không đúng, đúng không ạ? Vậy đọc từ này nè. Today's, 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 được chưa? Từ thứ hai là assembly, là buổi sinh hoạt ạ. Assembly đây là một danh từ các bạn ơi. Vậy các bạn nhìn nào. Today's này, xong assembly, assembly. Vậy như cô Hằng đã nói rồi, các bạn hãy comment ngay cho cô một câu là gì ạ? Trọng âm vào đâu thì nhận dấu sắc, còn lại là dấu huyền nha. Cái này thì nốt lại nè. Âm nhận trọng âm thì thêm dấu sắc.
Còn lại là dấu huyền. Cái này là một phần mà phải nằm lòng và các bạn phải hiểu là nó giống như kiểu là những cái thứ thuộc về điển hình rồi đấy ạ. Để các bạn không được nhầm đúng không ạ? Được chưa ạ? Vậy với cô có từ assembly là buổi sinh hoạt ạ. Cô không đọc từ này là assembly đâu ạ. Ơ sẽ đi xuống thành ờ. Xem đi lên thành xém. Bờ đi là thành bờ. Lầy đi xuống đúng không ạ? Vậy là assembly đấy ạ. Mạng cô bị lag ạ? Các bạn ơi, các bạn nhìn thấy cô không? Các bạn có nhìn thấy cô không ạ? Rồi, một số bạn bảo là mạng cô bị lag, có lag thật không? Cô sợ nhất là đang livestream lại lag thì khổ thân các bạn, mà cũng khổ thân cô luôn. Có lag không ạ? Các bạn ơi, có lag không ạ? Cô sợ là lag lắm. Cô ơi, phổ thông đọc theo cách cũ toàn bị thấy sai bét nhè cô ơi. Ừ đúng rồi đấy, bây giờ thế mình mới sửa lại. Ok rồi ạ, mạng bình thường là ok rồi, chúng ta học tiếp nhé. Từ này không đọc là assembly mà cô đọc là ờ này. Ờ đi xuống thành ờ nhẹ nhàng thôi này. Ờ, xem thành xém lên một tí, hơn một tí đúng không ạ? Assem và bly đi xuống. Vậy cả từ cô sẽ đọc như sau nhé. Assembly, 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 buổi sinh hoạt. Được chưa ạ? Assembly, buổi sinh hoạt. Xong chưa các bạn? Ok, được rồi ạ. Hôm nay hơi mờ các bạn, hơi mờ vì cô đang ngồi dùng mạng ở lớp thì chắc là nó sẽ không được mạnh như mạng ở nhà của cô. Ok ạ, rồi ok. Lắc thỉnh thoảng thôi ạ, đúng không? Nên là hôm nay cô sẽ êm là cô livestream ngắn ngắn thôi ạ. Được chưa ạ? Rồi nhá, các bạn ơi, nào cùng đọc lại với cô nhé. Today, nào cùng nhìn mồm cô này, không đọc là today mà hãy đọc là today. Vì lý do là thờ đi lên, day đi nè. Today, thờ đi xuống, day đi lên nè. Today's, today's. Có thêm chữ S của cô nhá, và để thêm từ này đọc cầm xuống thành Z này. Today's, today's assembly, today's assembly, today's assembly. Được chưa? Today's assembly is about. Rất dễ các bạn, nhưng từ này không đọc là is hẳn đâu ạ. Mình chỉ đọc là is about thôi. Is about. Được chưa? Cùng đọc lại nhá. Today, today, today lên này, thêm chữ Z này là today's assembly. Cô ơi, xác định trọng âm như thế nào? Các bạn ơi, nếu mà các bạn muốn xác định trọng âm như thế nào thì hôm nay cô sẽ không nói được cả phần trọng âm ở đây đâu ạ. Nên là hôm nào cô sẽ hẹn các bạn livestream một buổi về word stress nhé. Thông thường thì chúng ta biết là trọng âm thì nó có rất là vô biên, mỗi từ đều có một trọng âm khác nhau. Nhưng chúng ta sẽ có một số quy tắc các bạn có thể theo được, được chưa? Đấy, ví dụ như cô Hằng nhìn một từ cô biết là trọng âm vào đâu ấy, thì cô sẽ chia sẻ cái phần này các bạn trong phần livestream tiếp theo nhé. Rồi ok, khi nào phát âm là âm S là z này, is này. Hình như cái này là Thuận NT ơi, có một lần cô đã nói rồi đấy. Một lần livestream cô đã nói rồi, nếu mà muốn thì buổi sau cô sẽ nói nhá. Nào, rồi ok, nào is about. Nhớ nhá, từ này không đọc là is đâu nhá, đọc là is thôi. Is about, nối âm này, is about. Is about, được chưa? The, từ này thò lưỡi ra ngoài các bạn nhá. Đừng đọc là giờ mà đọc là the. Vì lý do là âm TH thò lưỡi và rung ở đầu lưỡi ạ. The, the. Đây ạ, cô đang nói câu này các bạn theo dõi vào nhá. Now, today's assembly is about, lên này, about, lên đúng không ạ, is about, the start, từ đây không đọc là start đâu ạ, mà hãy đọc là start, được chưa ạ, the start, start, các bạn biết tại sao cô lại đọc là start không ạ, bởi vì lý do từ này ạ, nó là âm A như A trong cổ họng các bạn ạ. Âm này không phải là A mà âm này là âm O. Và nâng cái lưỡi của mình lên có chữ R vì chúng ta đang theo American English, đang theo Anh Mỹ đúng không ạ? Nên khi các bạn sử dụng cái phần này ạ, các bạn nhớ cho cô nhé. Âm này là âm start, 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 of. Âm này không gọi là of mà đọc là of, 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 được chưa? Of a journey. Cái chỗ này là đang thiếu này, by là sai rồi. Of a, ở đây là phiên âm sai nên là cô sẽ đọc luôn nhé. Of a journey, từ này nâng lưỡi của mình lên cao lên các bạn ơi. Journey, journey, chứ không phải là journey đâu. Một số đọc là journey là sai đó. Các bạn phải đọc là journey, journey, journey. Ok chưa ạ? Rồi nhá. Nào, vậy bây giờ chúng ta đọc lại nhá. Today's assembly is about the start of a journey. Đọc lại một lần nữa. Today's assembly is about the start of a journey. Một lần nữa, one more time. Today's assembly is about the start of a journey. Được chưa?
Nào, bạn nào làm xong 5 lần rồi các bạn hãy comment luôn đây cho cô nhá. Đọc lại một lần nữa với cô này. Today's assembly is about the start of a journey. Today's assembly is about the start of a journey. Nói âm of a, the start of a journey. Journey, nâng lưỡi lên ạ. Có chữ R nâng lưỡi lên. Journey, được chưa ạ? Ok chưa? Các bạn thấy khó không? Có khó không ạ? Nào, cố gắng làm xong trang 1 nha. Vì hôm nay mạng cô hơi lag thì các bạn làm cố gắng với cô nhá. Cùng comment xuống nào. Các bạn hãy comment xuống để cô biết nào. Xong chưa ạ? Cô ơi, phân biệt mấy ông thờ giờ đi ạ. Rồi, ok, nào, nếu mà ai nghe hình của cô giật thì các bạn cứ nghe thôi nhá, vì lý do là phần này là chủ yếu tập trung vào phần nghe mà, đúng không ạ? Nâng lưỡi lên một tí nha các bạn ơi. Nào, lần cuối cùng này. Today's assembly is about the start of a journey. Today's assembly is about the start of a journey. Được chưa? Nào, vậy nghĩa này, buổi sinh hoạt ngày hôm nay là việc và là về việc khởi động của hành trình. Được chưa? Buổi sinh hoạt ngày hôm nay là today's assembly is about là về the start of a journey, là về khởi động của hành trình. Được chưa mọi người ơi? Các bạn đã thấy ok chưa? Rồi, nào, xong rồi các bạn hãy comment cả câu cho cô nha, để các bạn quen với cách viết của nó đi nha. Câu thì cô đã để hết ở trên màn hình này rồi, các bạn sẽ thấy nha. Được chưa ạ? Rồi câu cuối cùng này. The start of the rest of your lives. Vậy các bạn thấy nó hơi khó ở chỗ này vì có mấy chữ the một, đúng không ạ? Các bạn muốn nói âm này nè, một số bạn hỏi cô là âm the này như thế nào thì chỉ cần thò lưỡi ra thôi và đẩy hơi ra. Các bạn phải đẩy hơi ra nhé các bạn nhé. Đẩy hơi nào, nhìn mồm cô này. The. Được chưa? Vậy cả câu nhé. The start. Cô đọc trên này là âm R. Nâng lưỡi lên ạ. R trong cổ họng ạ. R. Start. The start of. Được chưa? Cũng được. Nếu là anh Mỹ là the start of. Được chưa? Nếu cô đọc thành anh Mỹ luôn nhá. The start of. Vì lý do âm T kẹp giữa hai nguyên âm ạ. Âm T là chữ T này kẹp giữa âm R và âm E. Cô đọc được thành D. Được chưa? Flap T. Âm D tức là âm T hơi bị lái thành chữ D đó. The start of the rest of your lives. Cùng đọc lại câu này của cô nhé. Now, the start of the rest of your lives. Rồi, ok, nào, bây giờ các bạn cùng bắt đầu nhé. Khởi động cả phần còn lại của cuộc đời các em. Vậy câu này khá là to tát đúng không ạ? Các bạn cùng đọc lại với cô này. The start of, đấy, đúng không ạ? The start of the rest of your lives. The start of the rest of your lives. Được chưa? The start of the rest of your lives. Ok. Nào, xong chưa? Xong 5 lần thì các bạn cố gắng là comment câu đấy xuống dưới nha, để cô biết nha. Úi dồi, Tracy Phạm, em Luyện nói cắn cả vào lưỡi. Có bạn nào giống như bạn ấy không ạ? Luyện nói cắn cả vào lưỡi luôn là cũng khá là nguy hiểm nha, các bạn cẩn thận nha. Khi mà các bạn thấy là sau này lưỡi của mình mà mềm được như kiểu như là các bạn uốn nhiều, giống như cô Hằng ấy đá lưỡi đi lên lại nhiều như thế này này, quen này, lên xuống ấy, được rồi thì các bạn sẽ không bị cắn vào lưỡi nữa. Nên là bây giờ mới đầu thì các bạn sẽ thấy khó như thế thôi, được chưa? Nào, đọc lại một lần nữa với cô nhé, và các bạn comment lại với cô này. The start of the rest of your lives. Được chưa? Xong chưa ạ? Rồi, ok. Rất cảm ơn các bạn ạ. Hôm nay thì cái mạng của cô nó hơi kém kém một tí, nên là cô Hoàng sẽ đọc lại cả 3 câu ở từ đầu đến bây giờ nhá. Để các bạn cùng ôn lại với cô một lần nữa này và chúng ta sẽ kết thúc ở đây nhá. Buổi sáng ngày mai cô sẽ hẹn các bạn tiếp nhá. Nào, các bạn cùng đọc này. Câu đầu tiên này. Good morning. Nào, cùng đọc lại nào. Good morning, year 11. Good morning. More nhá. Nhớ cong lưỡi lên nào. More. Tròn miệng lại, nâng lưỡi ở trong. More. Good morning, year 11. Chào buổi sáng các em học sinh khối 11. Good morning, year 11. Được chưa? Câu thứ hai. Chúc thầy buổi sáng tốt lành. Good morning. Câu này với hai câu này nào giống nhau. Today's assembly is about the start of a journey. Đọc lại một lần nữa. Today's assembly is about the start of a journey.
Today's assembly is about the start of a journey. Các bạn nhớ nha là các bạn làm này luyện với cô xong sau đó lại quay video ngược lại này để các thầy cô có thể chấm cho các em nhé. Được chưa ạ? Today's assembly is about the start of a journey. Được chưa ạ? The start of the rest of your lives. The start of the rest of your lives. Được chưa ạ? Buổi ngày hôm sau thì cô sẽ nói kỹ hơn về phần intonation lên xuống của các câu nhé. Về phần này nó có quy tắc lên và xuống đúng không ạ? Bây giờ các bạn cứ nhớ cho cô này, âm nào nhận trọng âm lên bằng dấu sắc, còn lại sửa dấu huyền. Không đọc today mà đọc là today lên đúng không ạ? Today. Không đọc là assembly mà là assembly. Không đọc là about mà là about. Đúng không ạ? Vậy các bạn cố gắng là sử dụng cái từ này. Không đọc là journey mà đọc là journey đúng không ạ? Journey. Đấy. Vậy các bạn cũng cố gắng là đọc như thế này nhé. Xong chưa ạ? Ok, rồi ạ, vậy hôm nay thì mạng của cô hơi kém nên là cô sẽ xin phép tắt livestream sớm ở đây nhá. Nếu mà các bạn cần hỗ trợ gì về các lớp, hoặc các bạn cần tư vấn các lớp online hay offline của cô Hằng này, hoặc là về cách học để xin tài liệu về cần phát âm IPA này, các thứ thì cô đã có quay sẵn video rồi. Nếu mà bạn nào cần thì các bạn cứ inbox cho cô nhá. Hôm nay thì cô sẽ xin phép tắt livestream sớm ở đây ạ. Nên là hy vọng sẽ gặp các bạn được vào tối mai, ok. Rồi, cô có comment lại toàn bộ cái phần mà hôm nay cô note trên bài ở đây ạ. Nếu mà các bạn nào thấy comment, hãy like cho các bạn thấy khác nhé. Ok, so now it's time to say goodbye. If you have any comment, please send personal message to me. Các bạn cố gắng là hãy send personal message to me hay là inbox cô nhé. Được chưa ạ?